Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là muốn đổi đời, phải đổi mới. Xin kính mời quý vị chúng ta mở ra với tôi ở trong sách Matthew đoạn số 9. Matthew đoạn số 9 từ câu 9 cho đến câu số 17. Tôi xin kính mời quý thánh cùng với tôi, chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng đọc chung lời của Chúa chung với nhau để chúng ta bày tỏ sự tôn trọng đối với lời của Ngài. Tôi sẽ đọc trước một câu, sau đó xin mời quý vị cùng đọc câu tiếp theo cho đến hết câu số 17 của Matthew đoạn số 9. Và Matthew đoạn 9 từ câu 9 cho đến hết câu số 17. Câu chuyện về Chúa gọi Matthew và sự kiên ngăn. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Và đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Matthew, cùng kẻ xấu đến ngồi ăn với Ngài. Người Pharisee thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?" Đức Chúa Giêsu nghe điều đó, bèn phán rằng: "Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội." Khi ấy, các môn đồ của dân đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: "Cớ sao chúng tôi và những người Pharisee kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiên ngăn. Không ai mang miếng thịt mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng thịt mới sẽ chàng ra cái áo cũ, và đang rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Xong, ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề." Tôi xin phép cầu nguyện, lạy Chúa dấu chúng con, giờ phút này chúng con cùng nhau lắng nghe lời của Ngài. Xin huyết của Chúa Jesus Christ bao phủ và sức dầu của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đến ở trên tâm linh của chúng con. Ngài sức dầu trên lỗ tai tâm linh của chúng con để lỗ tai tâm linh của chúng con được mở ra để có thể lắng nghe lời của Chúa và hiểu lời của Ngài. Xin Chúa Ngài sức dầu trên mắt của chúng con để mắt của chúng con được mở ra và nhìn thấy những sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn cho tâm linh của chúng con để con nghe trong sự thông hiểu và trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bởi vì Đức Thánh Linh Ngài chính là thần lẽ thật, Ngài sẽ dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài. Và khi chúng con biết lẽ thật của Chúa thì đời sống chúng con sẽ được buông tha, được tự do trong ơn của Ngài. Còn cảm ơn Chúa. Và xin dân thì giờ còn lại mà chúng con lắng nghe lời của Cha ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và xin cảm ơn chúng ta cùng an toàn. Kính thưa quý bà chị em, cái câu chuyện này tường thuật với chúng ta về một ngày nọ, Đức Chúa Giêsu Ngài đi ngang qua chỗ của Matthew đang làm việc, đó là sở thâu thuế. Và Matthew đã lắng nghe, đã nghe được cái sự kêu gọi của Chúa Giêsu rằng là hãy theo ta, và ngay lập tức Matthew đứng dậy để mà đi theo Chúa. Chúng ta biết rằng là trước khi mà Matthew trở thành một trong những 12 sứ đồ của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy rằng Matthew có một cái công việc, đó là ông là một người thâu thuế, ông làm tại sở thâu thuế. Ông không phải là cái người đi thu thuế dạo, nhưng mà ông là một người có chức việc hẳn hoi, có thể ví như là một nhân viên cao cấp ở trong sở thâu thuế. Và chúng ta biết rằng là cho đến hiện tại đó, ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, một nhân viên làm việc ở trong sở thuế thì nhân viên đó không phải là bèo đâu. Nhân viên đó cũng có chức, có quyền và cũng như có thu nhập rất là cao. Nhưng mà Matthew, chúng ta thấy rằng là dẫu ông giàu có, ông có công việc tốt như vậy đó, nhưng mà trong mắt của mọi người xung quanh ông là một người sâu nết. Ông là một người ngang bằng với là những người sâu nết. Đến nỗi mà khi Chúa Giêsu Ngài muốn vào trong nhà của Matthew để mà ăn tiệc như vậy, thì có nhiều người sâu nết cùng đến ăn với Chúa, và người ta nói rằng là tại sao mà Chúa Giêsu lại ngồi chung với cái người tội lỗi và xấu nết như vậy. Thưa quý bà chị em, ở đây chúng ta thấy được Chúa Giêsu Ngài biết được cái người mà Chúa chọn lựa đang ở đâu. Và cho dẫu rằng là người đó có một quá khứ không tốt, người đó có một công việc không tốt, không tốt ở trong mắt của mọi người,
Nhưng mà Chúa vẫn có cách để Chúa có thể thay đổi được từ xấu trở nên tốt, từ thấp hèn trở nên cao trọng, từ vô nghĩa trở nên có ý nghĩa. Và chúng ta biết rằng là Matthew sau này trở thành người viết sách Tân Ước đầu tiên ở trong 27 sách Tân Ước. Và chúng ta thấy có sách Phúc Âm Matthew, tức là sách do chính Matthew viết ra. Từ một người thâu thuế xấu nết mà Chúa ngài sử dụng Matthew trở thành một sứ đồ viết ra sách đầu tiên ở trong Tân Ước, thì đây không phải là một cái việc bình thường. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện rất là siêu nhiên và tuyệt vời. Và để có được một đời sống, một cái câu chuyện thú vị như vậy, từ một cái người xấu xa bị mọi người ghét bỏ và xa lánh, trở nên một môn đồ yêu quý của Chúa và được mọi người tôn trọng, thì Matthew ông đã làm một cái việc mà chúng ta thấy chỉ vỏn vẹn có vài chữ thôi ở trong cuối câu 9. Đó là người liền đứng dậy mà theo Ngài. Chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó thôi quý mài chị em. Ông không có lý sự gì với Chúa cả. Ông không có lý luận: Chúa ơi, con đi bỏ cái công việc đó, con đi theo Chúa rồi con ăn cái gì, gia đình con như thế nào. Nhưng mà ông đã nghe được tiếng của Chúa, và Kinh Thánh nói rằng là ông liền đứng dậy. Ông không có chần chừ, ông không có do dự, và ngay lập tức ông đáp ứng với tiếng gọi của Chúa. Và đây chính là cái bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời của Matthew, thưa quý mài chị em. Từ một người thâu thuế xấu xa, bị mọi người khác xa lánh ghét bỏ, thì bây giờ ông trở thành một người sứ đồ vĩ đại và đầy ơn của Chúa. Để chúng ta thay đổi đời sống thì chúng ta cần phải có một cái sự đổi mới, quý mài chị em. Nếu cuộc đời của chúng ta cảm thấy vô nghĩa thì chúng ta đừng có lặp đi lặp lại những cái việc vô nghĩa trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái gì đó đột phá. Chúng ta phải làm những việc mà trước đây chúng ta chưa bao giờ làm. Và nhất là chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa để chúng ta biết được cái điều gì chúng ta cần phải làm và cái phương hướng nào chúng ta cần phải lựa chọn. Nếu quý vị cứ đi một hướng và mình không biết cái hướng đó là như thế nào, mắt mình thì bị bịt lại và mình không nhìn thấy đường. Và mình cứ đi mà đụng cái tường, đi hướng đó đụng cái tường, đi cứ đụng hoài. Quý bà chị em phải biết rằng là mình phải đổi hướng, đúng không ạ? Chứ mình không thể nào mà cứ đi cứ đụng cái tường đó rồi đầu sưng rồi sức tráng bể gọng ra vậy mà cứ đâm đầu vào trong tường đó. Nhưng mà chúng ta cần phải chuyển hướng. Nếu cuộc đời của chúng ta mà cứ bế tắc đi từ cái chỗ thất vọng chán nản này đến chỗ tuyệt vọng nọ thì chúng ta cần phải thay đổi, quý bà chị em. Và tôi tin rằng là khi một người đã vâng theo ý Chúa để mà đi trong sự dẫn dắt của Chúa thì đời sống người đó sẽ không còn tuyệt vọng và đau khổ đầy nước mắt nữa. Phải thay đổi những gì cần thay đổi để đạt được thành công lớn hơn. Chúng ta phải thay đổi để hoàn thiện chính mình nhiều hơn và theo kịp với sự phát triển của xã hội. Nếu chúng ta không bao giờ chịu thay đổi thì làm sao lại mong có sự thay đổi đến được cho đời sống của mình. Vậy thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để làm những gì để đem đến cái sự thay đổi tốt lành đến với chính mình. Trước khi chúng ta nói về thay đổi đời sống của quý mài chị em thì chúng ta thấy rằng là sự đổi mới ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào trong lịch sử nhân loại cũng đều mang lại sự ích lợi và đem lại cái sự hứng khởi, hào hứng cho con người của chúng ta cả. Chúng ta thấy được là những cái thiết bị công nghệ hiện đại ngày hôm nay chúng ta có được cũng đều bởi những cái sự đổi mới, những cái sự phát minh ra. Và trong cái từ tiếng Anh, cái từ đổi mới đó quý mài chị em, đó là cái từ innovation. Chủ nhà ở đây là anh Phú đi chiếc xe 7 chỗ Innova, đúng không quý vị? Innova tức là tiếng Anh đó, là đổi mới. Vậy thì để chúng ta có được những cái thiết bị như là xe gắn máy nè, xe hơi nè, xe đạp nè, thì bắt đầu là người ta phải thiết kế ra từ những cái thiết bị rất là thô sơ. Và tất cả những cái như là xe đạp, xe máy, rồi xe hơi châu Á mình phát minh ra hay là châu Âu quý mài chị em. Tôi tra Google là tôi thấy là tất cả mọi thứ đó đều do châu Âu người ta
phát triển ra hết. Dẫu rằng là mình quen thuộc với xe máy Honda, mình nghĩ rằng cái ông Honda là người chế tạo ra xe máy đầu tiên, nhưng mà không phải. Đức mới chính là đất nước chế tạo ra xe máy đầu tiên. Rồi để có một cái công cụ là xe máy như ngày hôm nay đó quý bà chị em, thì người ta đã phải rất là liều lĩnh để mà người ta nghiên cứu và cải thiện những cái chiếc xe ban đầu. Chẳng hạn như là người ta phải liều, người ta ngồi trên những cái xe thô sơ ban đầu để mà thử vận tốc nó như thế nào. Thậm chí trong cái quá trình mà thử đó thì cũng có những cái sự thiệt hại về người và của nữa. Một trong những cái phát minh mà khiến cho cái sự di chuyển con người ngày hôm nay được thay đổi, đó chính là phát minh ra máy bay. Và tôi đọc ở trong lịch sử của việc nghiên cứu phát minh máy bay á, thì cũng là người Đức cùng với Hoa Kỳ đã thiết kế ra những cái máy bay rất là thô sơ. Lúc ban đầu họ bay chỉ khoảng chừng tầm vài trăm mét thôi. Rồi có những chuyến bay vài chục cây số sau đó. Rồi có một lần kia có một người họ đã bay thử ra Đại Tây Dương để vượt qua Đại Tây Dương qua vào bên kia, nhưng mà bay nhưng mà không có đường về luôn quý bà chị em, họ đã phải hy sinh luôn. Nhưng mà cho dẫu họ hy sinh như vậy thì phương tiện máy bay vẫn tiếp tục được cải tiến và được phát minh cho đến ngày hôm nay. Cho đến bây giờ thì máy bay là một trong những phương tiện di chuyển an toàn nhất ở trên thế giới này. Chúng ta nghĩ rằng là xe Honda là phương tiện an toàn nhất. Dạ, xin thưa là không. Máy bay mới là phương tiện an toàn nhất. Tại vì nếu mà chúng ta nói về phương tiện đường bộ mà di chuyển ngày hôm nay đó, thì cho dẫu ở đây chúng ta không gặp tai nạn, nhưng mà ở đâu đó trên thế giới này vẫn có gặp rất là nhiều tai nạn khác nhau. Từ Á sang Phi, từ Phi sang Âu, tai nạn giao thông rất là nhiều. Nhưng mà về tai nạn máy bay thì rất là ít. Ví dụ một năm chỉ có vài ba vụ thôi, chứ không có nhiều. Nhưng mà khi mà đã một máy bay mà đã gặp cái sự cố gì đó và gặp tai nạn đó, thì rất là nhiều người chết ở trên chuyến bay đó. Nhưng mà cứ sau mỗi một cái sự tai nạn như vậy và nhiều người thiệt mạng, thì người ta sẽ tìm lại cái hộp đen máy bay đó và người ta cải thiện lại cái chỗ sai sót, những cái chỗ nào đã hư. Rồi cả một cái hiệp hội hàng không thế giới người ta ngồi lại với nhau để mà tìm ra cái nan đề đó và chỉnh sửa lại tất cả những thiết bị nào đó bị hỏng hóc hoặc là trục trặc ở trên những cái loại máy bay đời như vậy, để lần sau người ta sẽ không có còn phải gặp những cái tai nạn như vậy. Tôi chia sẻ điều này để cho anh chị em thấy rằng là ngày hôm nay thế giới của chúng ta nó đang phát triển không ngừng quý mà chị em. Và tính ra thống kê đó là cứ mỗi 2 năm thì kiến thức nhân loại được gia tăng gấp 2,5 lần. Ngày trước là chúng ta thấy cứ mỗi 10 năm thì kiến thức người ta gia tăng lên, nhưng mà bây giờ thì cứ mỗi 2 năm thôi quý mà chị em thì kiến thức nhân loại nó gia tăng nhiều hơn, phát triển không ngừng luôn. Và trong sách Daniel đoạn cuối cùng thì Chúa nói rằng là trong ngày Sô-rốt thì nhiều người sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ gia tăng nhiều hơn, sự học thức sẽ thêm lên. Vậy thì đang ứng nghiệm với thời kỳ của chúng ta là thời kỳ Sô-rốt, học thức sẽ được gia tăng nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng là điều này cũng nên áp dụng ở trong hội thánh của Chúa. Bởi vì hội thánh của Chúa chính là nơi sản sinh ra và huấn luyện những thánh đồ yêu dấu của Chúa. Chúng ta cần phải là những con người đi tiên phong ở trong sự học hỏi, và chúng ta cần phải có sự đổi mới. Không thể nào mà chúng ta cứ dậm chân tại chỗ để rồi chúng ta tụt hậu hơn so với thế giới xung quanh của chúng ta. Nhưng mà có những cái gì mà chúng ta làm cho Chúa mà chúng ta thấy không kết quả, không hữu hiệu, thì tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy cậy ơn Chúa để thay đổi cái cách làm đó. Amen không anh chị em? Nếu truyền giáo mà chúng ta thấy không hiệu quả bởi vì một cái sai sót nào đó, thì chúng ta cần phải cố gắng chỉnh lại cái chỗ đó, để không phải là từ năm này qua năm kia chúng ta làm mãi mà không có kết quả được, rồi chúng ta đâm ra chán nản và bỏ cuộc. Trước đây tôi cũng làm chứng truyền giáo, đưa người này kia đến với Chúa, rồi tôi đưa cái người tôi làm chứng đó cho hội thánh nào đó chăm sóc hoặc là cho mục sư nào đó chăm sóc. Nhưng mà một thời gian sau tôi thấy chăm sóc không hiệu quả. Thế rồi trong một cái chương trình huấn luyện truyền giáo thì cái người giáo sư đó nói với tôi rằng là nếu mà chúng ta làm chứng cho người đó tin Chúa mà chúng ta giao cho thánh nào đó
hoặc là mục sư nào đó để chăm sóc, bởi vì chúng ta ở xa họ, thì đó là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta đưa một người trở lại với Chúa thì chúng ta giống như là cha là mẹ thuộc linh của người đó, và chúng ta cần phải chăm sóc cho người đó trong những ngày ban đầu, để khi mà người đó được dạy dỗ những cái bài học đầu tiên của mình trao gửi cho đó, thì người đó mới có thể có sức để mà đi nhóm ở tại những hội thánh mà chúng ta gửi họ. Còn không á thì chúng ta giống như bỏ con giữa chợ vậy đó quý vị. Rồi thế là tôi nói, ủa như vậy những nhân sự chưa học trường thánh, họ chưa biết gì về dạy kinh thánh, làm sao chăm sóc được? Thì người đó trả lời rằng là dễ thôi, bây giờ nếu mà mình không dạy dỗ, không có biết cách dạy lời Chúa cho người đó, thì mình cứ tâm tình tâm sự với người đó, và mình sẽ đi cùng với một người mục sư khác để đến và cho người mục sư đó dạy cho cái chính tín đồ đó mình đem trở lại với Chúa. Chứ nếu mà bây giờ mình cầu nguyện cho người đó tiếp nhận Chúa xong rồi xong mình gửi qua chỗ này chỗ kia, chắc chắn 100% rớt liền, và mình không thể nào đổ thừa cho mục sư kia không có ơn chăm sóc cho tín đồ. Chúng ta phải biết một nguyên tắc, đó là chúng ta phải có trách nhiệm đối với cái người đó. Và cái điều này nó thật sự là một cái điều rất là thực tế ở trong ngay cả khu vực và chẳng bàn của chúng ta. Trước đây khi mà mục sư Đức ông làm chứng cho một số anh chị em ở trên đây tin Chúa, thì ông không có giao cho người này kia chăm sóc, nhưng mà chính ông chăm sóc. Và tôi cũng được mục sư Đức để mời để mà chăm sóc và chia sẻ lời Chúa cùng với mục sư Đức cho những anh chị em tại đây. Cho nên tôi cũng không phải là quá xa lạ với anh chị em. Cho nên anh chị em cũng có một cái tấm lòng rất là gần gũi với tôi. Mục sư Đức như là cha của anh chị em, và tôi cũng như là người chú thuộc linh của anh chị em. Cho nên là nó không có gì gọi là khoảng cách cả. Nhưng mà giả sử một mục sư hoàn toàn xa lạ đến đây để chăm sóc cho anh chị em, thì người đó sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để hòa nhập cùng với cộng đồng mới. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cần phải có một cái sự đổi mới ở trong cái công tác làm chứng và dạy đạo lời của Chúa. Tại vì nếu mà mục sư ông làm chứng cho quá nhiều người tin Chúa, mà quá nhiều người họ đến cùng với ông để mà nhờ ông giúp đỡ việc nhỏ việc lớn gì đó, thì ông không còn thời gian làm những công việc khác. Vừa rồi tôi nghe ở trong hội thánh Cầu Xe nơi tôi quản nhiệm ở gần đây, cũng có một cái cô này lớn tuổi cũng bị bệnh và cần tôi cầu nguyện. Thế là viện cũng nói rằng là bây giờ mục sư Tấn ông không có lên đây được, mà ông đang ở châu Âu á, ông không có về đây được để cầu nguyện cho cô. Thôi bây giờ để con cầu nguyện cho cô nghe. Thế là cô đó nói rằng là ông, tôi phải, mục sư Tấn phải cầu nguyện cho tôi thì tôi mới hết, mới lành được, tôi mới chịu. Thế là viện cũng phải ngậm ngùi để mà chờ tôi về để cầu nguyện cho cô ấy. Qua cái điều này tôi thấy một điều rằng là thật sự chúng ta cần phải có một sự chấn chỉnh trở lại. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những chi thể của nhau ở trong thể Chúa Jesus Christ. Ai chúng ta cũng đều có Đức Thánh Linh ở trong chúng ta cả. Amen không anh chị em? Và chúng ta đều có một đấng ở trong chúng ta, đó là Đức Thánh Linh. Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng có thể sức dầu và hành động xuyên qua mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên là mục sư không phải là cá thể đặc biệt duy nhất ở trong hội thánh. Nhưng mà mục sư là người được Chúa Ngài trao cho cái bài chiên đó để phục vụ chăm sóc. Cho nên mục sư không thể nào làm hết tất cả, tất tần tật 100% tất cả mọi công việc. Có những công việc gì quá khó cần có mục sư thì mục sư mới phải làm. Nhưng mà tôi hỏi quý bà chị em, những cái việc rất là nhỏ, chẳng hạn như đi làm chứng, anh chị em làm được thì mục sư có cần phải làm không? Rồi thí dụ cầu nguyện chữa lành, anh chị em cầu nguyện được không? Được, nhưng mà người ta tin mục sư làm kém lắm rồi. Như vậy khi mà ông mục sư ổng bị bệnh á, thì ai là cái người có đầy quyền năng hơn ổng để cầu nguyện cho ổng? Mục sư lớn cầu nguyện cho mục sư quản nhiệm hả? Xin thưa rằng là khi mà tôi bị bệnh á, có lần kia tôi mà tôi bị nhức đầu quá, và tôi đang nằm trên giường bệnh, tôi đang nằm ở trên giường, và lúc đó khuya rồi. Tôi nói vợ tôi, bây giờ em cầu nguyện cho anh, bây giờ anh mệt quá, ngày mai không biết là có đi nổi hay không. Cái vợ tôi băn khoăn một hồi, cái tôi nói không, em cầu nguyện đi,
Vì tôi tin là đặt tay cho cái đau sẽ lành. Và Chúa dùng bàn tay của ai cũng được hết. Anh tin là Chúa có dùng tay em để đem đến sự chữa lành cho anh. Cảm ơn Chúa là khi vợ tôi đặt tay xong, tôi cảm nhận trong người nó khỏe, nó nhẹ lại. Qua hôm sau tôi vẫn có sức để đi phục vụ Chúa. Anh chị em ơi, đâu có phải là mục sư nào đó đầy ơn, đầy quyền năng cầu nguyện tôi mới hết đâu. Ngay cả vợ tôi, người bình thường lắm, vợ tôi không có ở trong chức vụ giảng dạy, nhưng mà vợ tôi ở trong một cái vị trí rất là quan trọng, đó là ở hậu phương để mà chăm sóc gia đình và giúp đỡ tôi. Có thể vợ tôi không đứng ở đây để giảng lời của Chúa, nhưng vợ tôi làm cái công việc khác. Và nếu mà ở chỗ đó vợ tôi không có thì tôi sẽ không biết phải làm sao. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta rất là cần có nhau, có sự hỗ trợ lẫn nhau. Mục sư không phải là cái người độc tài, là cái gì cũng phải nắm, phải biết hết anh chị em, không phải làm hết. Nhưng mà mục sư chỉ là người tôi tớ của Chúa. Chỗ nào cần, mục sư sẽ đến giúp đỡ. Nhưng mà không phải cái gì mục sư cũng giúp đỡ đâu quý mà anh chị em. Nhưng mà có những khi mục sư thấy cái công việc đó anh chị em có thể làm được, thì mục sư không dành làm để cho quý mà anh chị em có thể tự lực và tự đứng ở trên chân của mình. Nếu con của anh chị em nó đến tuổi đánh răng được, thì anh chị em có cần phải cầm cái bàn chải đánh, tự đánh cho nó không? Hay là nó phải tự đánh à? Dạ nó phải tự đánh đúng không ạ? Chúng ta phải tập cho những người mới tin Chúa sau này họ cũng sẽ có thể tập tành dần dần ở trong mọi công việc nhà Chúa. Tôi có nói với Huy rằng là khi mà thầy đi vắng, em phải tập để mà chia sẻ lời của Chúa cho thánh. Nhưng mà lần nữa sau đó cho đến bây giờ vẫn chưa đứng đây để mà chia sẻ lời của Chúa. Sẽ là một cái thất bại rất là lớn nếu mà hội thánh của chúng ta không có một mục sư giống như tôi được dấy lên. Và nhìn chung á, thí dụ mà thấy mục sư mà làm tất tần tật từ A đến Z, mọi công việc lớn nhỏ lớn bé trong hội thánh ông mục sư làm hết đó quý mà cho em, quý vị có thể cảm thấy ô mục sư này hay quá, tài quá, giỏi quá, siêng năng quá. Nhưng mà trong cái nhìn của Đức Chúa Trời á, thì ông mục sư đó đang thất bại á. Tại sao vậy? Tại vì không có nhân sự nào bên cạnh mình hết. Khi mà Môi-se ông dẫn hơn 3 triệu người trong đồng vắng để vào trong Israel, vào trong xứ hứa, thì ông một lần kia ông thấy dân sự lầm bầm oán trách ông khóc với Chúa, ông nói Chúa ơi, con đâu có đẻ ra cái dân này đâu mà con bồng ẩm nó, Chúa giao cho con cái việc quá lớn, khổ quá Chúa ơi. Và thế là Chúa nói rằng là bây giờ được rồi, ta thấy cái sự khổ sở ngươi, ngươi hãy triệu tập 70 trưởng lão ở trong dân Israel đến đây, và ta sẽ lấy thần cảm của ngươi để mà thần cảm trên 70 người đó, 70 người đó sẽ nói tiên tri và sẽ cùng với ngươi để giúp đỡ trong một công việc của nhà Chúa. Và khi mà 70 người trưởng lão đó họ được thần cảm thì họ cũng nói tiên tri luôn. Thậm chí là họ nói tiên tri đầy ơn đến nỗi mà có người kia đến nói với Môi-se rằng Môi-se, những người đó họ nói tiên tri đó, bây giờ nếu mà ông đồng ý tôi sẽ cấm những người đó nói tiên tri. Môi-se nói sao? Ê ngươi khiến cho ta ganh hả? Ta còn ước ao là cả dân sự của Chúa đều nói tiên tri được. Và chúng ta thấy rằng là tâm tình của Môi-se, ông muốn rằng là cả dân sự của Chúa đều được ơn và được lớn lên quân mài cho em. Chứ còn nếu mà cả một đám người 3 triệu người đó mà ai cũng baby, ai cũng oe oe rồi khóc đó, là Môi-se chắc chắn chết. Cho nên chúng ta thấy được cái sự thương xót của Chúa, đó là khi mà tôi tớ của Chúa quá mệt thì Chúa ngày bắt đầu dấy lên có những người phụ tá và giúp đỡ cho tôi tớ của Chúa đó. Đấy cũng là một cái sự đổi mới thưa quý mài cho em. Nếu chúng ta làm việc theo cách cũ mà chúng ta thấy mình làm không xuể hoặc là nó không hiệu quả, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái sự đột phá ở trong cái dạng thức mới để mình có thể cùng làm việc với Chúa. Có nhiều người họ cổ xí cho chủ nghĩa cá nhân, giống như là những bộ phim mà bên Mỹ đó, chúng ta thấy là một người đó đem súng, đem lựu đạn, đem vũ khí vào trong hang ổ địch rồi bắn giết chết hết kẻ địch xong rồi giải cứu người này kia ra. Ồ ai cũng nói đây là Rambo, đây là người hùng. Nhưng mà trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì không có chuyện đó quý mài chị em. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì tất cả chúng ta đều cần có nhau. Mỗi người chúng ta khi mà được sinh ra đời thì chúng ta cũng cần có một đôi bàn tay nào đó để ẵm chúng ta khi chúng ta được sinh ra đời. Và khi chúng ta qua đời thì chúng ta cũng cần có 4 người để khiêng chúng ta, để chúng ta xuống cái lỗ. Không ai nói rằng là tôi vào trong cuộc đời này là tự một mình êm tôi, là tôi được sinh ra như vậy. Nhưng mà phải có người mù vú đỡ chúng ta.
Rồi khi chúng ta chết đi cũng có người mang chúng ta đi chôn, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ chúng ta đều cần có người giúp đỡ chúng ta. Cho nên chúng ta trong nhà Chúa, chúng ta không cổ xí cho một cái lối sống và làm việc độc lập. Và điều đó nó sẽ khiến cho công việc Chúa nó sẽ cứ y ạch và không có được phát triển. Như vậy thì chúng ta trở lại với cái câu chuyện của Matthew ở đây. Khi mà Chúa ngài kêu gọi Matthew rằng hãy theo ta, thì ngay lập tức nhận thức của ông đã được thay đổi. Ông nhận biết rằng là con người của ông có một cái giá trị, có một cái tiềm năng nào đó mà Chúa ngài muốn ông được thay đổi cuộc sống. Ông biết rõ ràng là Chúa Giêsu là một tiên tri, là một đấng cứu rỗi và đầy quyền năng. Chức vụ Chúa Giêsu đã thay đổi vô số người và nhiều người được chữa lành chung quanh Chúa Giêsu. Mà bây giờ Chúa Giêsu là đấng cao trọng như vậy, đi ngang qua cái chỗ thâu thuế thấp hèn của mình, mà bây giờ Chúa ngài nói rằng là hãy theo ta. Tôi nghĩ rằng là Matthew cũng suy nghĩ, wow, như vậy là chắc là Chúa ngài cũng nhìn thấy trong mình có cái gì đó. Và thế là ngay lập tức Matthew không có hồ nghi và không có suy nghĩ gì cả. Ông ngay lập tức đứng dậy và đi theo Chúa. Thưa quý mà chị em, để chúng ta có được sự đổi mới thì chúng ta cần phải được thay đổi ở trong nhận thức của chúng ta. Chúng ta khi biết lẽ thật của Chúa thì chúng ta sẽ có một sự thay đổi đúng đắn. Ở trong thế gian này cũng có nhiều người họ cũng chịu thay đổi, họ chịu đổi mới lắm. Nhưng mà khi họ không biết chân lý á, thì họ thay đổi từ trạng thái tiêu cực này qua trạng thái tiêu cực khác. Từ lịch lạc kiểu này sang lịch lạc kiểu khác. Tôi ví dụ, có những người họ không mê gái nhưng mà họ mê rượu. Không mê rượu thì mê đá gà. Không mê đá gà thì cũng mê đỏ đen này kia. Mê tứ đổ tường. Có thể không có mê chích choác gì nhưng mà chúng ta lại mê những cái thú vui ở trong thời gian này. Rồi giả sử chúng ta không có nghiện ngập đấy chăng nữa thì chúng ta vẫn có những cái sự tham lam, chúng ta mê tiền tài, mê danh vọng, mê địa vị. Nhưng mà để cho chúng ta thật sự được trở nên một con người tích cực và chúng ta thay đổi từ cái dạng tiêu cực này sang một cái dạng tích cực khác của Chúa thì chúng ta cần phải có lẽ thật của Chúa. Để chúng ta thay đổi thật sự, quý mài cho em, chúng ta cần phải biết chân lý lẽ thật của Chúa là gì. Chúng ta không phải thay đổi bên ngoài, không phải thay đổi hình thức tôn giáo, nhưng mà chúng ta thay đổi từ bên tận sâu thẳm linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết lời của Chúa rằng là chúng ta cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm của Chúa đời sống của mình, để linh hồn, để tội lỗi chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu và chúng ta trở thành một thành viên ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm của Chúa đời sống của mình. Đây chính là bước đầu tiên để chúng ta được thay đổi triệt để trong đời sống của chúng ta. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu và không có lời của Chúa thì chúng ta chỉ thay đổi một cách lịch lạc mà thôi, quý mài chị em. Ngày hôm nay có một cái điều mà ngăn cản nhiều người Việt chúng ta nhận được phước của Chúa, đó chính là tập tục thờ cúng ông bà tổ tiên. Tin lành là một tin tức tốt lành, là một tin tức, một cái tin lành quyền năng để cứu tất cả mọi cái tin. Thế nhưng mà nhiều người Việt ngày hôm nay sợ khi tin Chúa, đó chính là nếu tin Chúa tôi sẽ phải bỏ ông bỏ bà. Nhưng mà cái việc bỏ ông bà hoàn toàn mâu thuẫn với giá trị của phúc âm. Lập bàn thờ và cúng tế người chết, đó là một hành động rất mơ hồ và ý nghĩa. Nhưng mà điều này lại trở thành một cái nan đề khiến cho hàng triệu người châu Á không thể lên thiên đàng được. Có nhiều người họ muốn tin Chúa lắm bởi vì tin Chúa là điều tốt. Nhưng mà khi mà đụng đến cái việc đó là truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên, những người đã chết ở trong gia đình đó, thì họ lại không dám bỏ. Tại sao mà việc thờ cúng người chết lại mơ hồ và ý nghĩa trong tâm linh, thưa quý mài chị em? Thứ nhất, nếu gọi đây là hành động thể hiện sự hiếu thảo của con cháu thì cũng không đúng. Bởi vì hiếu thảo đó chính là hết lòng phụng dưỡng cha mẹ của mình với lòng kính trọng khi cha mẹ mình còn sống. Nhưng mà khi cha mẹ mình chết rồi thì mình phụng dưỡng thì ông bà cha mẹ của chúng ta cũng không thể ở đó để mà hưởng nhang khói hoặc là nhang đèn của chúng ta. Nếu chúng ta có cúng thì họ cũng không ăn được, quý mà chị em. Và nếu mà họ có ăn được đó thì chúng ta phải cúng 365 ngày và mỗi ngày phải cúng 3 lần, sáng, trưa và tối. Đúng không ạ? Còn nếu mà mình cúng chỉ có một ngày trong năm thôi thì 364 ngày còn lại ăn ở đâu? Chắc ăn ở nhà khác hoặc là ăn trộm. Và
giả sử ông bà cha mẹ của chúng ta thật sự họ có ngồi đó họ ăn, thì tôi hỏi rằng là có bao nhiêu người số quý vị dám ngồi đó để ăn uống chung cùng với ông bà của mình? Dạ, bỏ chạy hết đúng không ạ? Ở đây chúng ta thật sự không có ý động chạm hoặc là nói xấu những cái niềm tin tín ngưỡng khác. Nhưng mà khi chúng ta chịu khó động não suy nghĩ thì chúng ta thấy rằng những cái việc đó thật sự nó không có đúng với logic gì cả. Và thứ hai thì chúng ta nếu gọi đây là niềm tin cho rằng tổ tiên đã chết đó sẽ che chở phù hộ giúp đỡ cho con cháu thì đây là một cái sự phản ánh hoang đường đầy quyền hành của người đã chết. Và đây chính là cái công cụ của Satan, thưa quý mài che. Ông bà chúng ta thật sự họ không phải là mà những người ác độc đến nỗi mà bẻ cổ hoặc là giáng họa cho con cháu nếu mà con cháu không chịu cúng cho họ. Có nhiều người họ sợ không cúng cho ông bà đó, ông bà về vặn cổ hoặc là sẽ gây ra nhiều cái đau khổ trong gia đình. Nhưng mà quý mài che ơi, không có một ông bà cha mẹ nào thật sự mà dám hành con cháu của mình như vậy cả. Đúng không anh chị em? Dạ. Chúng ta thương con cháu mình không hết. Nhưng mà ai là cái kẻ phá hoại trong gia đình của người Việt nếu mà họ không chịu cúng? Đó chính là ma quỷ, thưa quý mài che. Chứ không có ông bà cha mẹ nữa, con người của chúng ta thương nhau còn không hết. Cho nên bởi vì ma quỷ nó đã che mắt của con người và khiến cho nhiều người không nhìn ra được ánh sáng của chân lý. Và ma quỷ nó lợi dụng cái điều này để khiến cho nhiều người đã bị cầm buộc ở trong một cái văn hóa nô lệ và khiến cho người ta rất là khó để mà trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Khi mà một người họ quỳ lại và đốt nhang cúng tế cho người chết thì đó là hành động mở cửa cho ma quỷ để lừa dối và làm mù mắt tâm linh của họ. Nhìn thấy ông bà cha mẹ mình như thần thánh mà không biết rằng Đức Chúa Trời Ngài chính là đấng đã tạo ra ông bà cha mẹ của mình. Ngài chính là đấng chân thần duy nhất mà chúng ta cần phải thờ phượng. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 có nói rằng là ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng êm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm cái việc ấy. Như vậy thì Chúa xếp loại những người mà cúng tế người chết nè, cầu vong nè, đồng cốt, phù thủy, tà thuật, đó là những người đang trực tiếp tiếp xúc tỏ tường với Satan. Và cầu vong đó chính là cầu hỏi những người đã chết. Khi mà cúng thờ người chết, cầu xin người chết phù hộ cho mình, thì người đó lập tức có liên hệ với Satan và các quỷ. Chúng sẽ hiện về trong chiêm bao, trong hình thức dạng người đã chết để lừa dối con cháu. Và hành động này gây ra bệnh tật khiến cho người ta càng đau khổ, cúng bái càng nhiều hơn. Và Thi Thiên đoạn 106 câu 28 cho đến 29, ăn của lễ cúng người chết. Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, và ôn dịch bèn phát ra giữa họ. Ăn đồ cúng người chết đó chính là gieo ôn dịch và bệnh tật vào trong cơ thể của người sống. Thưa quý bà chị em, lời của Chúa cho chúng ta thấy được ánh sáng của chân lý, đó là chúng ta không được phép cúng tế người đã chết. Không phải là Chúa Ngài không cho chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, nhưng mà Chúa biết rằng là đây là một cái hành động lừa dối rất là nguy hiểm của ma quỷ. Bởi vì ở trong sách Gióp đoạn 8, ở trong sách Gióp đoạn 9 từ câu 8 chỉ câu 10 nói rằng là như mây tan ra và đi mất thế nào thì người đã chết trở về vân phủ rồi thì cũng thấy người ấy sẽ không thể nào trở về với nhà của mình, và những kỷ niệm của người ấy không còn ở trên đất này nữa, thưa quý mài chị em. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự chết của một người đó là một cái sự kết thúc sự hiện diện của người đó ở trên đất này. Người đó sẽ bị giam cầm ở một nơi để chờ ngày phán xét, chứ không thể nào mà cứ đi đây đi đó để mà ban phước giáng họa cho gia đình, cho con cháu hoặc là cho người này người kia được. Như vậy thì để chúng ta có được sự đổi mới ở trong tâm linh của chúng ta, để có thể tin Chúa và bước đi theo Chúa, chúng ta cần phải dạn dĩ để chúng ta từ bỏ những cái quan niệm, những cái truyền thống cũ, để chúng ta có thể tiến bước đi theo Chúa. Có những người họ muốn tin Chúa lắm, nhưng mà họ nói: mục sư ơi, bây giờ tôi là con út trong nhà, tôi được thừa hưởng cả một cái đất đai, nhà cửa rộng bao la vì nhiêu như thế này, bây giờ tôi mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa là tôi mất hết. Thôi để từ từ đi mục sư, để bữa sau đi mục sư. Quý mài chị em ơi, nghe thì có vẻ như là từ từ đó, nhưng mà tôi biết rõ ràng sẽ không có ngày nào đâu, trừ khi Chúa thương xót và Chúa làm việc cho người đó, thì sau này người đó tin Chúa thật.
Nhưng mà nếu mà ngày nào mà người đó vẫn còn luyến tiếc nhà cửa đất đai rồi cái truyền thống của gia đình, cái tập tục thờ cúng của gia đình, thì người đó sẽ không thể nào có thể đi theo Chúa được. Nhưng mà Chúa có nói rằng là ai vì cớ ta mà từ bỏ nhà cửa, đất ruộng, cha mẹ, anh em, chị em, con cái và thậm chí là vợ chồng nữa mà đi theo Chúa đó, thì người đó sẽ được gấp trăm lần hơn và được sống ở đời. Vậy thì chúng ta thấy rằng là một người họ vì cớ Chúa bỏ hết tất cả mọi cái điều cũ đó, bỏ tất cả những cái truyền thống tập tục mà nó trói buộc người đó không thể đi theo Chúa được, thì người đó sẽ gặt lại được gấp trăm lần hơn sau này. À, tôi nhớ cách đây hơn 20 năm về trước, từ năm 10 tuổi bây giờ đến năm bây giờ là 39 tuổi, tức là 29 năm về trước. Thì khi mà ba của tôi tin Chúa cùng với mẹ của tôi, gia đình của chúng tôi quyết định tin Chúa, thì gia đình bên nội của tôi đã cắt đứt tất cả mọi liên hệ với bà của tôi. Và tôi dường như là mất luôn cả phía bên nội của tôi. Và mọi người ai cũng xa lánh và nói rằng là gia đình đó nó đi theo cái đạo gì đó, bỏ mẫu bà. Thật sự thì chúng tôi hiểu biết rằng những cái gì mà chúng tôi chọn lựa lúc đó là đúng đắn. Nhưng mà chúng tôi trả giá trong vòng 10 năm, không có tiếp xúc, không có liên hệ gì hết. Tết thì chỉ gọi điện thoại chúc Tết từ xa thôi. Và chúng tôi không có liên hệ với nhau. Nhưng mà cảm ơn Chúa sau 10 năm thì gia đình bên nội của tôi quan sát và nhìn thấy đời sống của chúng tôi thật sự được phước và được thay đổi. Chúng tôi bắt đầu được Chúa ban phước cho có nhà để ở, rồi có sự tăng trưởng phát triển, rồi con cái trong gia đình của ba tôi ai nấy cũng khôn ngoan và thành đạt. Bắt đầu cả gia đình bên nội đã tiếp nhận trở lại và chúng tôi có được gia đình bên nội. Và đến một ngày kia thì ba mẹ tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa cho bà nội của tôi luôn, quý mà chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng là không có điều gì là không thể với Chúa cả. Nếu chúng ta chấp nhận trả giá và chúng ta bước đi ở trong sự vâng phục Chúa, thì Chúa ngày luôn có kế hoạch tốt lành nhất để thay đổi những người xung quanh của chúng ta. Nhưng mà trước hết chúng ta cần phải là người chịu thay đổi cái đã. Bởi vì nếu chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ không thể nào thay đổi được gia đình của chúng ta, quý mời chị em. Rồi, mời em. Sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta được tái sanh và chúng ta được sinh ra vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta có địa vị làm con và quyền thừa kế một phước hạnh của thiên đàng trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta có được một cuộc sống hoàn toàn mới và chúng ta có một cái tiềm năng mà Chúa đặt để bên trong chúng ta, để chúng ta nhờ quyền năng của Chúa đó chúng ta sống một đời sống mới. Chúa nói rằng là không ai xé một cái miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Như vậy thì Chúa ngài cho chúng ta biết một điều rằng là sau khi tin Chúa chúng ta tái sanh thì đó là lúc mà chúng ta được sanh lại bên trong con người của chúng ta. Chúng ta không phải có một cái tôn giáo mới và một cái tập quán mới bên ngoài mà thôi. Nhưng mà chúng ta có một tấm lòng mới, một cuộc đời mới thực sự. Người ta nói rằng là đi theo Phật thì mặc áo cà sa, đi theo ma thì mặc áo giấy. Nhưng mà đi theo Chúa thì mặc áo gì quý bà chị em? Và mặc áo công chính của Chúa. Amen. Cảm ơn em. Mặc áo công chính nó thấy ở ngoài không? Không. Áo công chính đó là cái áo mà Chúa mặc chúng ta bởi sự chết của Chúa Jesus Christ ở trong tâm linh của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có một cái chiếc áo công chính đó ở trong thuộc linh của chúng ta, ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên để chúng ta thật sự là một người chúng ta thật sự là một người có thể thay đổi được những người xung quanh chúng ta, thì chúng ta cần phải tin Chúa thật sự để chúng ta trở thành một người công chính thật sự của Chúa. Ở đây Chúa ngài đã ban cho Matthew có một đời sống mới và Chúa đã cho ông được sự tha thứ tội lỗi và ông sống một đời sống hoàn toàn mới. Ông không còn phải xấu hổ với thân phận thấp hèn tội lỗi của ông nữa. Và Chúa Giêsu ngài nói trong câu 12 rằng là chẳng phải là người khỏe mạnh cần thuốc đâu, sống là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Thế gian này nói rằng là chỉ có những người mà thánh khiết, những người mà có lý lịch sạch đó, thì người đó mới xứng đáng trở thành một thành viên, một công dân tốt. Nhưng mà đối với vương quốc của Đức Chúa Trời đó, thì để trở thành một công dân của nước trời, trước hết thì người đó cần phải biết rằng mình là người có tội và mình cần được sự thương xót của Chúa.
Nếu mà một ai đó ở tại Việt Nam này mà bị tiền án tiền sự, có vết gì đó ở trong cái lý lịch của mình, thì người đó sẽ không bao giờ có thể xin visa để qua Mỹ hoặc là đi châu Âu một cách dễ dàng của mà cha. Tại vì những cái sở di trú họ sẽ xét rất là kỹ cái lý lịch của chúng ta. Nếu mà chúng ta đã từng vào tù ra khám hoặc là đã từng vi phạm pháp luật gì đó thì xin visa rất là khó. Đó là cái việc mà chúng ta thấy ở trên đất này. Nhưng mà trong Vương quốc Thiên Đàng thì không có như vậy. Vương quốc Thiên Đàng không có điều tra lý lịch của chúng ta ngày xưa, chúng ta phạm cái tội gì, chúng ta như thế nào. Nhưng mà Chúa Ngài chỉ cần nhìn thấy, thấy cái gì quý mài cho em? Thấy tâm lòng biết ăn năn của chúng ta, biết mình là người có tội, và mình hết lòng hối cải để trở lại với Chúa, thì Chúa Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi tất cả mọi điều gian ác bởi huyết của Chúa Giêsu. Và Chúa Ngài sau khi tẩy sạch chúng ta và xin chúng ta lại, thì chúng ta sẽ có một cái giá trị mới ở trong Chúa. Và giá trị đó được gọi là một cái tiềm năng. Matthew đoạn 13 câu 44-46: Nước Thiên Đàng giống như củ báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Nước Thiên Đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã kiếm được một hộp châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Cảm ơn Chúa. Chúa nói cho chúng ta thấy được có hai hình ảnh: một đám ruộng có kho báu và một ngọc châu tốt, nhưng mà nhìn bên ngoài thì nó có vẻ không có giá trị, nhưng mà bên trong là một cái viên ngọc đầy tiềm năng và đầy giá trị quý mà cha. Có thể bên ngoài mỗi người chúng ta nhìn rất là tầm thường, chúng ta không phải là những người ưu tú ở trong cộng đồng xung quanh chúng ta, chúng ta có thể chỉ là những người rất là bình dân ở tại cái khu phố Lộc Hưng này. Nhưng quý mài cha em ơi, Chúa Ngài nhìn thấy ở trong tâm linh của tôi và chúng ta có một cái giá trị rất đặc biệt mà người bình thường bên ngoài không nhìn thấy. Và Chúa Ngài nhìn thấy giá trị của chúng ta, và đến nỗi Chúa Giêsu Ngài từ trời cao Ngài phải xuống thế gian này để tìm mỗi người chúng ta ở tại khu phố Lộc Thanh này. Amen không anh chị em? Có thể trong mắt của mọi người anh chị em là một cái đám ruộng vô dụng, là một cái cục đá vô dụng, nhưng mà trong mắt của Chúa thì anh chị em là một giá trị rất là lớn. Đó là linh hồn của anh chị em. Không sao, không gì có thể mua được cái linh hồn đó, nhưng mà chỉ có huyết của Chúa Jesus Christ mới có thể mua được linh hồn đó mà thôi. Cho nên anh chị em chúng ta cần phải biết được giá trị của mình rất là lớn ở trong vương quốc của Chúa. Đừng bao giờ đánh đổi cái giá trị đó để mà lấy những cái giá trị tạm thời ở trong thế gian này, những cái tội lỗi, những danh lợi quyền phù du và không đáng giá. Và điều cuối cùng để chúng ta có thể được thay đổi, được đổi mới, đó là chúng ta cần phải dám trả giá, thưa quý mài cha em. Chúng ta cần phải được lột xác, chúng ta cần phải dấn thân vào trong con đường hẹp mà Chúa kêu gọi chúng ta. Và chúng ta phải có cái gan để chúng ta đi ngược lại với cái lối sống tội lỗi của thế gian xung quanh chúng ta. Matthew đoạn 7 câu 13, lời của Chúa chép rằng là hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Xong cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Vậy thì anh chị em ơi, chúng ta cần phải tiến bước trên con đường mà Chúa đã chọn chúng ta, đó là con đường hẹp. Và khi sống trên con đường hẹp này, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều bắc bớ, gặp rất là nhiều chông gai thử thách, nhưng mà đến cuối con đường thì đó là sự sống và thiên đàng vĩnh cửu. Chúng ta cần phải thắt lốt người cũ, bỏ cách ăn ở ngày trước để chúng ta sống một đời sống mới trong ơn của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22, anh em phải bỏ cách ăn ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới là người đang được đổ ra mới theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì anh chị em ơi, chúng ta cần phải thoát lốt người cũ này, mà muốn làm gì đó chúng ta cần phải trả giá. Amen. Anh chị em bỏ được thuốc lá không? Anh chị em bỏ được chai rượu không? Anh chị em bỏ được những cái người bạn xấu ở xung quanh chúng ta không? Anh chị em có bỏ được những cái công việc mà nó có thể dẫn chúng ta vào trong những cái chỗ tối tăm và tội lỗi không? Nếu anh chị em nói có với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ cho anh chị em để anh chị em chúng ta được sống một đời sống mới. Amen. Bởi vì sẽ không thể nào có sự đổi mới được nếu mà chúng ta không có trả giá. Amen. Cảm ơn Chúa. Có cái điều gì mà chúng ta cần phải được lột xác trong buổi chiều hôm nay? Chúng ta cần phải được thay đổi, chúng ta cần phải được trở nên một con người mới theo lời của Chúa, thì chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy thay đổi con, và con sẽ từ bỏ tội lỗi, con sẽ từ bỏ những công việc xấu xa, những cái thói quen xấu nó khiến cho con không thể nào trở thành con người mới trong những ngày vừa rồi. Xin giúp đỡ con để con được đổi đời,
và con được trở thành một con người có giá trị ở trong vương quốc của Chúa, một con người được phước thật sự và có một lối sống mới. Amen. Và xin kính mời quý vị chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa.